Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới có tựa đề Bây giờ và mãi mãi. Bộ truyện được thể hiện qua chất giọng của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức tập phát sóng thứ nhất của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mà chúng tôi phát sóng mỗi ngày trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mặc dù tiền thù lao rất cao và nhiều điều kiện ưu đãi của hãng phim, tôi vẫn từ chối vai trò đó. Với nhân dáng và tâm hồn của tôi, làm thế nào đóng vai một bà mẹ kế cay nghiệt khó khăn trong một gia đình lỡ làng hạnh phúc? Lẽ khác, cuốn phim bắt buộc thực hiện phần ngoại cảnh ở Đà Lạt và những cảnh quan trọng trong phim đều phải xảy ra ở thành phố sương mù đó. Đã nhiều năm tôi không về thăm Đà Lạt, quê hương thơ ấu và những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi không muốn nhắc nhở, khơi động mường tượng lại ngày xưa với một vài di tích xa mờ nào đó từ đồi cây ngọn cỏ. Mọi sự đã tới không như ý, và tôi làm hỏng hết 2/3 đời sống mình mất rồi. Thì thôi, đừng bao giờ phải nhìn lại, đừng bao giờ chấp nối dây oan nửa đời còn lại với thiên đường đã mất. Tôi tự nhủ, mình từ chối là phải, hoàn toàn phải. Nhưng sự thông minh của trí óc không phải là khôn ngoan của trái tim. Cho nên không ngờ, chính tôi không thể ngờ và hiểu ngay ngọn nguồn tất cả mọi điều lúc đó. Vì sao bỗng nhiên trong một phút vội vã đổi ý, nhận lời như sợ đánh lỡ đi một cơ hội cuối cùng, một dịp may cuối cùng cho đời sống chết của mình. Nhưng chị hỏi căn bản làm gì vậy? Chị cho là trường hợp của tôi khác thường và làm chú ý người xung quanh à? Không phải đâu, họ chỉ tò mò vì quen nhìn ngắm tôi trên màn ảnh. Nhưng họ nhìn bất cứ một khuôn mặt nào trình diễn vài lần trong mắt họ. Không phải là chuyện của tôi đâu. Chuyện tôi làm sao họ hiểu cho được? Có nói ra đi nữa cũng không thể. Mà tôi có kể cho chị nghe, chị cũng không nghe hết và không hiểu hết. Chính chị là kẻ tò mò, chứ sao lại nặng nặc đòi tôi kể? Chị còn mấy tháng nữa? Tháng sau à? Tháng sau chị được ra ngoài, lại tự do. Còn tôi thì không biết ra sao cả. Chắc chắn là không còn đời sống bình an như cũ. Tôi mất hết mọi thứ, cả chính tôi. Chị thử xem, nếu có được thả, tôi sống thế nào được? Tôi sống bằng cái gì được? Nói chuyện của chị cho vui. Sao nữa, chị ném bó bạc vào trong hồ nước, ướt hết rồi còn gì? Thế còn gói hột xoàn, vòng cẩm thạch, trong hốc cầu thang thì vỡ mất còn gì? Bọn nó thấy hết, chộp hết và làm biên bản tại chỗ. Sao tóm luôn cả chị lẫn người mua? Thật khổ, buôn lậu buôn liếc, làm giàu làm giếc làm gì cho nó mệt. Cứ lai ra như tôi đây, có thì tiêu như giặc, không thì nhỏ giọt cầm chừng. Ủa, chị nói sao? Mỗi người thích một nghề và sẵn sàng chết với nghề của mình à? Chỉ tính khi nào ra thì lại nhào vào chuyến khác. Vui nhỉ? Vậy đừng mang theo các đồ dùng ra, anh ấy gửi vào đây, để dành nó cho chuyến sau đi là vừa. Tôi nói cái gì về em? Tôi làm nhảm. Với người nào, với khoảng không phải không em? Tôi còn ngồi đây, còn nhìn bốn bức tường nhỏ kín bưng trắng toát này, và còn thở, nghĩa là đời còn sống, phải không? Và em nữa, em cũng còn đâu đó chứ. Mình sẽ còn nhìn thấy nhau. Có lý nào? Chẳng cái gì là sự thật, mộng ảo hết. Sau giấc ngủ này mọi điều lại trở về nguyên vẹn như cũ, không mất mát và cũng không tan hoang. Này em, trời ngoài như trở tối và mây đen xuống kín bốn phía chập trùng. Tôi sợ, tôi lạnh, tôi liềm tê với cảm giác dã tan không còn gì quanh quất đâu đây nữa. Có gì và còn gì? Em, hai con mắt nhắm lại. Đừng như thế. Và đôi môi nữa, hé lên và khép lại, trắng xóa lạnh ngắt, vi vu. Đừng như thế, không phải đâu. Tôi nghe cái gì quay mòng mòng khắp mùng tám phía trời đất và lông lốc rộn ràng trong trí óc tôi. Tôi nghe tiếng tôi như của một người nào khác, với người bạn tù bên cạnh. Chị ta sẽ ra khỏi vòng giam này, sẽ tìm lại đời sống, sẽ tìm lại những chuyến phiêu lưu để một lúc nào đó trở lại nhà giam,
như tự nạp vào mình nhọc nhằn oan khổ mà không hề cảm thấy gì. Dễ dàng thản nhiên cho mỗi đời sống như thế, chẳng khác gì vào và ra một khu chợ vui thú bán mua. Còn tôi đã hỏng hết rồi và đã lỡ hết rồi, không có và không còn gì nữa. Dù ngày kia tìm thấy lại tự do, làm cách nào để đừng cảm thấy gì nữa hết. Thèm quá những viên thuốc ngủ, làm gì có ở đây. Viên giám thị đã kiểm soát kỹ lưỡng những đồ được cởi vào và ném đi những thứ có thể tự tử được. Tại sao lại như thế? Tôi có vẻ giống người sắp chết ư? Không, tôi bình thản và tỉnh táo, dửng dưng quá trước mọi người. Nhưng sao mọi người nhìn tôi bằng con mắt đó, không giống cái nhìn cho những người khác, nửa khinh khỉnh, nửa nghi ngờ, nửa chế giễu tàn nhẫn. Không phải như thế, họ nhìn tôi như một con quái vật. Không hẳn là quái vật, mà còn là ác phụ. Tôi đã từ chối vai trò từ đầu mà. Tại sao tôi lại nhận lời, lại lao mình vào cơn gió? Và cơn gió đã cuốn trôi đi tất cả những ý nghĩ, những dự định trong suốt bình an thứ nhất. Sao vậy? Hai con mắt của em nhìn một bầu trời, ngơ ngẩn, hồn nhiên và trao gửi. Chỉ là những ý nghĩ của chủ quan tôi thôi. Những ý nghĩ chủ quan đã giết chết đời mình. Có phải em là khoảng không và tôi là cơn gió? Cơn gió lồng lồng cuốn trôi vào khoảng không và làm sóng dội khắp không gian. Thôi được rồi, kể thì kể, nhưng mà tôi nhớ được gì đâu. Chỉ ngắt quãng vài hình ảnh nào đó, rồi là những khoảng trống. Chỉ nghĩ sao thì nghĩ, hiểu sao thì hiểu, tôi không thể nói ra. Khi tôi im, tức là tôi tiếp tục nghĩ đến những sự việc xảy ra sau đó. Nhưng mà những điều ấy tôi không thể nói ra bằng lời với chị hay với bất cứ một người nào thứ hai. Vì sao à? Tôi muốn giấu riêng cho tôi, hoặc là tùy lúc. Tôi muốn mặc niệm. Chị cười à? Không phải là có sự chết mới mặc niệm đâu. Nhưng đôi khi mặc niệm cả với đời sống đang có. Đang có cho người mà không có cho ta. Thôi được, thì phút mặc niệm bắt đầu vậy. Tôi không thể phủ nhận lời đóng vai trò về những lý do đã nói như trên với chị. Nhưng rồi buổi tối ngày hôm đó, nằm mãi không ngủ được, tôi trở dậy, đi tắm nước nóng, mặc áo ngủ. Định vào giường thì chuông cửa reo lên. Tưởng là cô em họ từ cấp lên trễ, như đã hẹn trước, tôi thản nhiên không chút đề phòng ra mở cửa. Với chiếc áo ngủ màu phấn hồng sẫm, đôi dép mỏng dưới chân, tóc tai bù rối và mặt mày không có một nét điểm trang nào cả. Không phải là cô em họ trở về, mà một bọn 6-7 người của hãng phim. Xin lỗi họ và lùi vào phòng thay áo. Tay chân tôi không hiểu sao cuống quýt, rồi loạn đến nỗi mãi không mở được hộp trang điểm để tìm thỏi son tô vào môi. Và cuối cùng, vì sợ bọn họ chờ quá lâu, mặc dù sự thật thì từ khi tôi vào lại trở ra không có đầy một phút, đành mặc cái áo khoác dài xuống tận chân, vội vã vừa đi vừa vuốt tóc và trở ra ngoài. Họ tới bằng nhiều xe hơi khác nhau, đầu mái bên kia đường chỗ khuất trong vòm lá tối. Phòng tôi không đủ ghế cho đám khách bất ngờ, chỉ 3 người có thể ngồi. Vợ chồng ông X ngồi đối diện với tôi, cô con gái ngồi cạnh tôi ghế dài. Đằng sau lố nhố những người ngồi đứng lên thành ghế, tạo một vòng vây chật hẹp quanh tôi. Ông X nói, bây giờ là phút cuối, ngày mai chúng tôi sẽ đi sớm. Cuốn phim sẽ hỏng hết nếu không có chị. Chúng tôi đến giới thiệu chị những nhân vật nòng cốt của cuốn phim sắp quay, và nhắc lại lần trót lời yêu cầu khẩn khoản của tôi. Nhưng lần này thì tôi không tin chị chối, bởi vì nếu chị không đóng phim đó và không nhận cái vai đó, chúng tôi cũng sẽ mời chị đi cùng cho vui. Chị sẽ là linh hồn của đoàn quay phim. Vắng chị, tôi tin rằng công việc sẽ trở nên vất vả khó khăn hơn nhiều. Ông ta vẫn khéo nói, vẫn ưa tán dóc như mọi khi, nhưng lần này ông ta không có vẻ gì gọi là thuyết phục. Lời nói của ông ta thật hoàn toàn không có nghĩa lý gì với tôi cả. Ngay lúc đó tôi còn nhớ những phản ứng âm thầm trong tôi. Ông ta quay lại người đứng sau vai trái tôi và nói với tôi, đáng tiếc, chúng tôi tìm mãi mới được vai cậu con trai của bà mẹ kế trẻ, đúng y như trong nhân vật của cuốn tiểu thuyết được phóng tác. Và chỉ xem, đúng là bà mẹ kế của cậu ta còn gì. Quý vị nhìn lại xem, như mình đã tưởng tượng từ trước, đúng phong từ dáng, người, nét, hai người này đóng vai ấy thì quá là tuyệt vời rồi còn gì. Tôi vẫn bị chát tai với những giọng chim tiếng Tây tiếng Tàu như vậy.
Đang bực mình thì giọng nói đằng sau tôi tiếp lời ông ta. Nếu như bà ấy không bằng lòng, ông cứ ép buộc mãi, chắc gì vai trò thành công. Ông X đưa tay về phía tiếng nói. Thì cậu thử thuyết phục bà mẹ kế của cậu xem sao. Người sau lưng rời bóng tối đằng sau lưng tôi, đến ngồi bên cạnh ông X trên thành ghế bành. Họ nhìn như đã quen biết và thân mật với nhau nhiều lắm. Đó, cậu Di, tên thật cũng là tên trong phim cho tiện. Di khoa tay. Lỡ ra nhân vật trong chuyện và nhân vật ngoài đời lẫn vào làm một thì làm thế nào? Ông nhìn tôi một cái rồi nói rất nhanh. Mà bà đã biết chuyện phim chưa nhỉ? Tôi không đọc kỹ lắm, nghe vai trò không thích nên tôi thôi. Cậu con trai thì si yêu bà mẹ kế trẻ, nhưng bà ta lại tơ tưởng tới một người khác. Cậu ta biết, muốn làm cho người cha cũng biết, kiểu không ăn được thì đạp đổ ấy mà. Bà ta bị phá và thất vọng vì người kia không đoái tưởng tới mình, cho nên bao nhiêu tội vạ trút lên đầu cậu con chồng cả. Di thò tay vào túi, rút cây súng nhỏ, xoay xoay trên tay. Và bà ta thích cái này. Tôi cười. Lại càng bậy, tôi ghét súng lắm. Bà mẹ kế của tôi thích súng. Theo trong chuyện tôi nói phân bùa. Cậu thấy chưa, khác nhau quá mà. Đóng không hay được đâu. Di nhún vai. Có điểm giống thứ nhất rồi đấy. Trong phim bà ta cũng sẽ gọi tôi bằng cậu. Tôi nhìn lại Di vì câu nói đó. Di thản nhiên không nhìn hay để ý đến ai, vẫn loay hoay cây súng trong tay. Tôi nhìn mớ tóc Di lệch xuống trán mềm mại trong ánh đèn từ phòng bên chiếu sang. Trong chuyện ai bán ai? Bà bán tôi. Ông X sửa lại. Bà mẹ kế bắn cậu con trai của ông chồng. Tôi không nhìn Di nữa. Tôi cúi mặt xuống bàn. Nhưng hình như tôi vẫn nhìn thêm mớ tóc lệch mềm mại của Di. Lẽ ra cậu bắn tôi thì phải hơn. Di đứng thẳng người lên, đôi môi mím mỉm, cặp mắt như người theo trong con người. Hắn nói. Tại sao vậy? Trong chuyện thì hắn mê người đàn bà, không được thì hắn bắn bà ta. Di cười thành tiếng, giọng cười ấm mịt như một lần vải mềm thơm phủ lên má người nằm gối khuya. Sao lúc nào bà cũng nhắc hai chữ trong chuyện? Ngoài chuyện cũng được chứ. Cũng được là sao? Chỉ là nói. Vâng, nói chỉ là nói thôi. Bỗng nhiên tôi lắng nghe tiếng mình nổi lên như một giọt nến hồng rơi trên mặt cốc rượu đầy. Im lặng nhưng trao trọng, lênh đênh, láng lai. Và rượu sẽ tràn ra ngoài cốc với giọt nến hồng chữ xuống. Tôi lượm một vết tơ vô hình trên nền áo. Rồi cậu tính thế nào? Nhắm mắt cho bà ta bắn. Tôi nói mà không suy nghĩ. Tôi thèm được chết hơn, cậu nhường tôi chứ. Một lúc bỗng tôi như bừng tỉnh ra. Tôi trông thấy ngọn đèn sáng rỡ khắp phòng. Những người ngồi đó từ bao giờ, như vừa mới hiện lên từ bóng tôi và cả tôi nữa. Tôi chỉ là đám hơi vô hình, vừa mới hiện thành hình người. Tất cả không còn gì ngoài gã trai mặc áo màu da bò sẫm, với mớ tóc lệch trên vầng trắng căn đầy, ngồi cạnh ông X trên thành ghế. Ông X bỗng nhắc lại và tôi như vừa đi đâu thật xa mới trở về đột ngột. Bà nhận lời chứ? Cái gì thưa ông? Vai trò. Vai trò nào? Tôi nghe tiếng nhiều người cười khúc khích. Tôi cười theo và tôi đứng dậy. Để lấy cái gì uống đá rồi nói tiếp. Tôi vào trong phòng mở tủ lạnh. Tiếng bà X. Cậu Di đứng dậy lấy nước giúp bà mẹ kế một tay xem. Tôi đứng im, mình cúi nhưng không thấy gì bên trong cái tủ lạnh sáng đèn cửa mở. Tiếng Di hỏi như từ thật xa. Không có người giúp việc ở lại với bà. Tôi trả lời. Có, họ nghỉ tối nay. Di nói đùa. Lần sau nếu mà người làm nghỉ, bà cứ gọi tôi. Điện thoại là số 59480. Nếu tôi không đóng phim với cậu thì chắc là sẽ không có lần sau đâu. Tôi nghĩ là có đấy. Tôi lây hoay lấy mấy chai nước đặt vào cái khay. Di chỉ chai champagne hồng còn phân nửa. Bà dùng hôm qua à? Sao? Lẽ ra để đến hôm nay khui mới phải. Sao lại như vậy? Mừng những vai trò mới. Cậu cầm chai rượu còn ra đi với mấy cái cốc màu hồng trên tủ kia kìa. Nói thì nói,
nhưng tôi còn đứng nguyên trước tủ lạnh. Và Di hình như còn chờ sau vai tôi. Hình như Di tới đó từ lâu mỗi ngày mà tôi không biết. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và bâng khuâng trong hồn với ý nghĩ. Giữa hai người không còn khoảng cách xa lạ nào nữa. Chúng tôi như đóng trò hẳn với nhau. Và bọn họ đang quay phim từ đằng kia. Di nói, tủ lạnh của bà thật là ấm cúng. Tôi chưa nghe ai nói tủ lạnh ấm cúng bao giờ. Có những thức ăn uống gợi ra những bữa cơm vui, những bữa điểm tâm thật thơ mộng. Ít người được cái tủ lạnh như của bà. Tôi vẫn ăn uống một mình nên thích thưởng thức những bữa ăn thật đẹp. Thế có cháu đâu? Cậu không biết à? Tôi chưa có con. Đúng ra là tôi đã mang thai, nhưng không sinh. Tôi cảm thấy tôi lạc đề, vô duyên, nên ngừng ngay lại. Di cầm mấy cái cốc trong tay và loay hoay. Ông ấy vẫn lại thăm bà thường chứ? Nhà tôi ấy hả? Từ khi ấy tôi không muốn nhắc hai chữ ly dị. Chúng tôi ít gặp nhau, trừ khi có việc gì cần lắm. Tôi vẫn thấy ông ngồi ở tiệm nước một mình, chắc ông không yên vui. Sao cậu biết? Ngồi một mình hoài ở tiệm nước là không yên vui. Cậu cũng như thế à? Tôi sẽ như thế nếu... Chúng tôi đã trở lại phía ngoài, Di cười và nói tiếp. Nếu không tìm được bà mẹ kế lý tưởng của tôi. Tôi đặt cốc vào chỗ của mỗi người và ngửa đầu vào thành ghế. Tôi nói với bọn họ như nói với những người thân trong nhà. Ngày mai có việc tới và mang tôi theo. 2 giờ chiều hôm sau, đoàn quay phim chúng tôi đến Đà Lạt. Ngày còn mưa lất phất. Trời xám bạc như xưa kia trên những đọt thông già năm tháng trầm ngâm. Những khung cửa đóng kín, những bậc thềm đóng váng răng rêu. Hơi sương mờ lãng đãng bốc lên từ bên kia thung lũng gió lùa. Suốt con đường tôi ngồi như trong chiêm bao, với nghĩ phiêu diêu mơ hồ. Kỳ lạ, cho đến khi tới nơi, hồn còn choáng váng ngất ngây, tôi nhìn lại khung cảnh ngày xưa. Tưởng chừng như lạc về vùng thời gian cũ càng đã mất. Ông X nói, thế này thì không làm ăn được nữa rồi, không ngờ lại mưa chiều sớm như thế. Tôi nghe tiếng Di nhỏ và xa từ phía ghế trước. Phải có một thời gian tiền chiến chứ. Bà X hỏi, tiền chiến là thế nào? Trước khi quay phim, cậu làm như lâm trận á. Đóng phim là lâm trận, nhất là cùng diễn với những người như bà Hạnh Nhân. Bà Hạnh Nhân nào? Tôi bàng hoàng không hiểu sao Duy lại biết tên riêng của tôi. Cái tên mà cả Sài Gòn này không ai biết hết, trừ nhà tôi ra. Tôi mỉm cười và cảm thấy mình tỉnh lại dần dần trên một cánh đồng lúa non, mọc lưng chừng trời, mây khói và hương thơm xung quanh làm tôi mơ ngây ngất. Chẳng có cánh đồng nào cả, con đường quanh hồ và thành phố, và tiếng nhạc xưa từ Hòa Bình vọng lại bùi ngùi. Những bóng người lờ mờ qua lại trong màn mưa bụi nao nao. Không chừng ta biến việc quay phim thành đi nghỉ mát. Di đưa tay ra hứng nước mưa. Tử Túc, hay là ông bao tất cả chúng tôi? Bao, nếu mà mọi người cho phép. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Tôi nói ngay mà không hiểu vì sao. Tôi xin rút lui khỏi cuộc nghỉ mát tập thể. Tôi vừa ốm dậy, nghỉ mát là bị cảm lạnh ngay. Nếu không cùng vui thì cũng phải cùng chỗ ở chứ. Không lẽ bà định ra riêng à? Tôi muốn về một chị bạn. Ông cho tôi xuống phía gần đường Đồng Khánh. Mai sẽ lại gặp nhau. Tối nay phải bàn việc nữa. Sau bữa cơm tối, tôi về nhà chị bàn đã. Và tối nếu có việc gì sẽ gặp lại cũng được. Tự nhiên tôi cảm thấy lẻ loi và buồn nản. Và không muốn làm việc gì. Không muốn nhìn thấy ai nữa. Tôi cũng nghĩ nếu không có điều gì làm phấn khởi, một phép lạ nào đó chẳng hạn, thì với những ý nghĩ mông lung u ám bất ngờ này, tôi sẽ bỏ vai trò đá nhận lời. Rồi bọn họ làm sao thì làm tùy ý. Chiếc xe dừng trước cổng nhà chị N. Tôi bước xuống vội vã, sau khi chào mọi người một cách nhạt nhẽo và mệt mỏi. Tiếng ông X nói về tôi nghe thật xa lạ. Trông bái hơi mệt và xanh. Tôi xách cặp da lớn lên bậc thềm, sắp sửa mọi người nhà chị N, thì nghe có tiếng gọi sau lưng. Di hấp tấp chạy lên dốc nhà cao. Bà quên cái này à? Chiếc ví tay nhỏ tôi bỏ quên ở chỗ ngồi. Tôi nhấc cái ví từ tay Di. Cái ví nặng hẳn vì Di không buông ra khi tôi nắm lấy. Tại sao bà về đây? Tôi thích yên. Mỗi lần đi đóng phim, bà vẫn ở với đoàn cơ mà. Bây giờ thì tôi không thích không khí của khách sạn. Những lần trước, ông nhà đi theo bà. Sao cậu lại hỏi như vậy?
Những lần khác tôi cũng đi một mình. Có ai đóng phim mà bới ông xã đi theo? Nhất là công việc của chúng tôi trái ngược nhau. Ông xã tôi luôn luôn đi theo thân chủ bệnh nhân của ông ấy mà. Bây giờ hẳn ông không đi theo bệnh nhân nữa. Còn nói gì mà lạ thế? Vì ông cũng là bệnh nhân. Bệnh nhân của bà. Ông đã đau, sợ rằng ai gần bà cũng sẽ bị đau như thế cả. Tôi phá lên cười. Không hiểu Di nói quảng nói xin cái gì. Di hỏi tiếp. Tối bà lại với chúng tôi nhé. Tôi đã nói là tôi không thích khách sạn. Nhất là khách sạn L. To rộng quá, chỉ làm buồn. Tôi vẫn thèm bãi cỏ, khung sân rộng và những xe du lịch ra vào, mái hiên, bồn hoa quanh trường, rượu, những hình ảnh đẹp và kỷ niệm đẹp. Nhưng hãy để các thứ đó cho phim ảnh. Chỉ nên trở về đời thật của mình thôi. Tối nay chưa đóng phim và khung cảnh kia cũng là đời thật của bà mà. Tôi đâm cáu. Sao? Cậu nói gì thế? Mặc tôi. Tôi giằng cái sách trong tay Di, quay lên phía cửa và bấm chuông. Di có vẻ ngạc nhiên nhưng im lặng, thong thả quay xuống đi về phía xe ông X chờ. Dưới đường chiếc xe sắp chạy, bóng những người vừa đi chung quãng đường xa sắp mau. Tôi cảm thấy hoảng hốt và bứt rứt. Thất lạc thế nào? Và tôi gọi to với hai bàn tay vòng tròn làm loa. Cậu Di. Nhưng Di đã lên xe. Chiếc xe đã nhập vào đám đông xôn xao trên khúc đường phố rộng. Chị nờ ra mở cửa. Chị ngạc nhiên thấy tôi đứng nhìn đăm đăm và ngơ ngẩn xuống đường, không nghe những câu hỏi reo mừng của chị. Hình như chị hỏi tôi lên có việc gì mà bất ngờ như vậy. Tôi nói, đóng một phim bất đắc dĩ vào ngày mai. Chị nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Đầu đường kia bỗng vỡ òa một khúc nhạc quen lôi cuốn. Tôi bỗng ghét bàn tay chị nờ đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chỉ muốn chạy băng xuống đường, lao vào cơn gió vừa thổi làn hơi mưa bay. Đã hơn 10 giờ tối, thành phố bên ngoài như im ngủ. Chị nờ nằm thở đều như ngày tháng và đời sống chị bên cạnh tôi. Ánh đèn trong màu hồng dịu soi khung đường lát da gối màu rượu chát in hoa trắng. Khung cảnh xanh tươi ấm áp của đời sống thật đủ thật đầy. Chị sống như thế, ngày đi làm, tối đi ngủ. Với vị hôn phu 3 năm chưa cưới nhau, mỗi tuần lễ một lần tới thăm, với ít bánh quà, những chiếc hôn và một lần đi dạo phố. Dễ dàng và giản dị, thản nhiên như ngày tháng. Chuông điện thoại bỗng reo lên bên kia góc chị N. Nhỏm dậy nhấc máy lên và cho tôi báo là đoàn quay phim gọi. Tiếng ông X gọi, hỏi thăm tôi có ngủ được hay không. Tôi bảo là lạ chỗ, phải uống mấy viên thuốc ngủ màu nhạt keo non. Cũng vẫn không ngủ. Ông ta nói thế thì lại khách sạn với bà X. Tôi nhổm lên và không suy tính. Nhưng khuya rồi cơ mà. Chúng tôi đến đón bà. Tôi thấy tôi như một người nào khác, tách khỏi tâm hồn cơ thể mình, nhảy ra khỏi giường, trút bỏ chiếc áo ngủ màu xám ấm áp của chị N cho mượn, cuống quýt gỡ mái tóc rối bằng 5 ngón tay, xỏ chân vào giày, khoác cái quần tây màu đỏ, cái áo sơ mi trắng mỏng quên đêm đang lạnh ngoài kia, vỗ một ít Chanel nâu 5 vào gáy và chán hai lòng bàn tay. Rồi tôi nói với chị N, chắc là đến bàn bạc việc ngày mai, mệt quá. Tôi cảm thấy lạ lùng, xấu hổ bỗng dưng bịa chuyện nói với chị N như thế. Tôi trở nên vụng về, trẻ con lúng túng, dấu trá che đậy. Ai bắt tôi phải như thế đâu. Tôi tự do và tôi cô đơn. Tôi muốn làm gì thì làm. Có ai ngăn cản hay làm phiền tôi với những lời khuyên thế này thế nọ đâu. Tôi nghe tiếng còi xe dưới đường nối lên, chìm lấp cái tiếng rộn rã trong tim. Chị N nói, việc gì thì việc, rồi mai cũng phải trở về ăn món vịt tiềm của chị làm cho tôi. Tôi nói làm sốt nấm chứ đừng có đậu, tôi không có thích. Nhớ cho thật nhiều cà chua trong sốt đỏ, nhưng đừng có bỏ đường nhiều. Tôi nói, tôi nghe tiếng tôi nói, rối rít như chim. Tôi lấy chìa khóa, tôi ra mở cửa. Tôi gọi chị N, còn loanh quanh đằng sau đóng cửa lại dùm và cất những đồ đạc bừa bãi của tôi trong phòng. Chị N nói đi thì cứ đi đi, nhớ chiều mai về với chị ấy. Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng sau lưng đẩy tôi ra phía bóng tối mịt mùng lạnh lẽo. Trời thả xuống vài sợi mưa vương vấn trên tóc.
như dây màu của một phòng khiêu vũ trong đêm giao thừa dương lịch, buông xuống những tóc gần và tay ôm. Những năm vui xưa, vui xôn xao giờ đã qua. Tiếng xe đã tắt ngấm, trời tối mịt không nhìn ra phương hướng. Tôi gọi ông X và không nghe thấy tiếng trả lời. Rồi tôi thấy như không biết từ đâu hiện lên, khung cửa xe để mở. Tôi lùa mình vào khung xe tối với ý nghĩ đi tới khách sạn gặp bọn họ để bàn việc. Đến phút đó, tôi vẫn dối trá với chính tôi. Nhưng dối, sao lại dối? Còn sự thật thì sao? Tôi không biết. Tôi lao đao, mù rồi. Bị chuyển lay đến tận cùng mà không biết từ đâu vì đâu. Tôi muốn ngồi xuống được nệm ghế bên cạnh tay lái. Tôi nhìn sang. Người đi đón không phải là ông X hay là một người nào khác, mà là Di. Như một cột khói màu rực rỡ nổ tung lên, im lìm và lan tỏa trong đầu tôi phút đó. Tôi muốn hỏi một câu nào nhưng không kịp. Không có thì giờ để sống thêm một tích tắc đồng hồ thời gian yên tĩnh. Di bỗng lùa bàn tay qua vai tôi, những ngón tay Di lồng vào tóc tôi. Di cúi mặt hôn tôi nồng nàn, mê đắm. Như hôn một người tình, tình cũ nhớ nhung, đột ngột trở về. Một thoáng rồi tiếng xe nổ máy, bàn tay Di bứt rứt trên vô lăng. Hai con mắt đăm đăm nhìn thẳng con đường mạ vàng ánh sáng đèn trước mặt hai người im lặng. Trái tim lặng, đôi môi im lặng, và cả vòm trời đêm cũng im lặng theo. Cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi một nỗi bứt rứt xôn xao, hối hận, mừng tủi, thao thức tuyệt vời. Như một làn sóng ấm khỏa dần lên mí mắt, cho đến khi nước mắt tràn xuống má môi tôi. Tôi không biết tôi khóc, không hiểu vì sao có thể khóc với mắt môi mở, với lòng mênh mang. Nhưng Di không nhìn, Di thấy và hiểu vì sao tôi khóc lặng câm. Cho nên Di nhẹ nhàng tìm bàn tay tôi ngẩn ngơ trên nệm ghế xe, nâng lên môi. Rồi hình như đầu Di cúi xuống thấp hơn một chút xíu cho vừa tới tầm tay của tôi đưa lên. Theo đà nâng trân trọng của Di, Di hấp từng ngụm nhỏ những đọt tay lạnh ngắt, thật nhẹ, thật chìm như những lời xin lỗi, những lời tình muộn màng xin lỗi. Trong lặng im, rồi hình như để nhờ gió khuya lau khô hết nước mắt, Di cho xe chạy thật nhanh trước khi trở về khách sạn, qua bờ hồ, qua những con đường đồi im sững cây đêm. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, buổi sáng chúng tôi hoàn thành xong phần ngoại cảnh thứ nhất. Cảnh đó chưa có gì, là điều may mắn và rủi ro thứ nhất cùng lúc cho tôi. Nếu có gì, chắc hẳn tôi phải bỏ dở nửa chừng và làm hỏng hết. Nhưng nếu có gì đi làm hỏng hết từ đầu còn hơn thảm kịch bây giờ. Di đi đâu vắng, tôi cảm thấy hình như Di muốn lánh mặt trong lúc tôi làm việc. Điều đó làm cho tôi bâng khuâng vui sướng một mình. Tôi cố hết sức làm việc và mọi chuyện hoàn thành như mong muốn của mọi người vào buổi sáng. Sau bữa ăn trưa không có mặt Di, ông X nhìn trời tỏ vẻ lo ngại vì những đám mây nặng nề bên kia rừng thông. Từ quán ăn ven thác nhìn ra, chúng tôi không nghe rõ tiếng rội của gió chiều quật ào ào xuống bờ lũng thấp. Thế nào cũng có một trận mưa to. Lại ăn chơi nữa rồi, ông X nói. Bà ấy thêm vào. Ta về khách sạn và quay quay trong cái buổi chiều cảnh bà mẹ kế và cậu con trai vừa xa về gặp nhau trong nhà bếp, cho họ làm quen với nhau đi là vừa. Ông X suy nghĩ. Cậu Di trốn đi đâu từ hồi sáng? Chữ trốn của ông ta có hậu ý gì không? Hình như ông ta cũng tránh không nhìn tôi. Mọi người nó cũng thế. Tôi cảm thấy bối rối lo âu quá chừng. Không phải, sự bối rối nhiều lúc lao đao, xe sắt nỗi gì khác. Không phải đâu, tôi mong Di. Di đi đâu sau bữa tối bàn việc với nhau không thấy về? Một người trong đoàn nói. Buổi sáng cậu lái xe loanh quanh trong đường rừng mà. Có việc gì vậy? Không có gì cả. Có lúc cậu ta ngồi vẩn vơ ở gốc thông. Lạ thật, sao cậu ấy không về ăn cơm chưa? Tôi ngồi nhìn hai bàn tay mình yên lặng xếp trên mặt bàn phủ khăn xanh nhạt. Những móng tay tôi sờ nhẹ vào nhau, bắt gặp dấu tích mơ mòng của tôi. Đi đêm ở đó, tôi gặp hai bàn tay lại, buông xuống khỏi mặt bàn. Tưởng như mọi người cùng thấy cả những ý nghĩ thầm kín. Tôi nghe tôi, mắng tôi, mày đừng quên. Tâm hồn vừa tuổi tác không bao giờ gặp nhau đâu. Vóc dáng mặt mũi mày
đời sống mày lớn rồi, già hết rồi. Mày dung chứa hình ảnh, mày thay đổi thay tàn tạ với thời gian này mãi mãi là một tâm hồn lãng mạn măng tơ, tâm hồn của thiếu nữ mới biết yêu thương 18-20 tuổi. Mãi mãi một tâm hồn ngu xuẩn lì lợm đó, không già cỗi, không chín mùi, bao giờ nó cũng xúc động giống như lúc nào. Bất chấp hết mọi nghịch cảnh, mọi ngăn trở, mọi thời gian và không gian. Mãi mãi nó yêu và đòi được yêu theo cách mông lung tuyệt vời xa đời của nó. Mãi mãi nó sống với váng nổi bồng bềnh rực rỡ của nó trên một mặt đời sống buồn nản trai lì trống không. Mày theo nó, tức là mày tự sắm một vai trò kịch cỡm, vô lý, và tất nhiên là mọi điều sẽ dẫn đưa tới thất vọng tan hoang thôi. Hãy nhắc lại mỗi ngày, sáng thức dậy, tối đi ngủ, là mày đã gần 40 nghe chưa nhân. Tôi hoảng hốt sờ những sợi tóc tôi trên vai, biết trong vầng tóc đen đã có sợi nào bạc trắng hay chưa. Gió mùa hè thổi lộng mùa xanh, tóc xưa nay xuống mặt hồ lăn tăn soi bóng. Tôi có thấy tôi khác gì xưa đâu, không có một nét nhăn, không có một vết úa, tất cả nơi tôi không có thay đổi mà. Bỗng tôi tỉnh người với tiếng kêu vui vẻ của mọi người. Di vừa mới về tới trong sân nhà hàng, quần nhung sọc đen, sơ mi màu ô liu với những đường kẻ đen thật là mảnh, mớ tóc rối mù với gió, mặt sáng rỡ tươi vui. Di ôm theo vào một đống hoa tím nhạt trong hai tay vòng tròn trước ngực, thả xuống mặt bàn. Của người ta biếu hãng phim mình đấy, họ gửi lời thăm vai chính của phim. Ông X hỏi hấp tấp, ai thế? Chủ nhân tòa biệt thự bên kia hồ, ông ta nói sẽ đến thăm. Ông ta à? Thế bà ta đâu? Hắn là bạn tôi, chưa có bà. Hắn mời chúng mình lại chơi. Hắn bật việc lắm, nhưng hứa sẽ đến khách sạn đón mình. Cậu không xem lại đối thoại à? Vậy sáng nay cậu đi đâu? Đi Đàng Thuận. Hắn gửi hoa này về cho bà. Di im bặt, quay lại nhìn tôi, một thoáng sững sờ trên hai môi Di hé mở. Tôi cố nghĩ thử Di nhìn cái áo tôi hay nhìn tôi. Một cái áo đỏ chói theo kim tuyến vàng trước ngực, phía dưới là một chiếc quần phát rộng thùng thình màu kem nhạt. Hình như hai mắt tôi mở lớn nhìn Di bất chấp mọi người xung quanh. Tôi không làm chủ được hai mắt và tâm hồn tôi nữa. Tôi mở tung ý nghĩ và dồn trút ra ngoài những tiếng lặng câm. Tôi đứng lên, vút quanh bụng một đường cho làn áo mềm ép xuống lưng, và với một đôi bông hoa tím còn nguyên cả cuống dài, tôi quay lưng về phía mọi người, im lìm thong thả đi ra sân. Tôi tì tay vào lan can gỗ của hàng rào quanh thác và nhìn xuống. Dải nước bạc mềm mại dễ dàng trôi chậm rãi, đời đời qua những gành đá láng mướt rêu ôm. Tôi nhìn thấy những ngọn lửa xanh biếc rực rỡ với những đốm vàng quay quắt nhảy múa trong vầng xanh sáng rực rỡ ấy, lênh láng khắp hồn tôi, và tôi thèm nhảy xuống đó, đâm đầu xuống. Quái lạ, mới tôi hôm qua thôi mà mọi sự đã như trải qua hàng trăm dài thăm thầm, và tôi đã sống chín mùi những cảm nhận tuyệt vời chỉ có mới hôm qua thôi. Sau lưng tôi, mọi người lại quây quần nhau sau những việc chiếc bàn thấp dài nói chuyện, phân công sắp đặt mọi việc. Tôi nghe tiếng Di sau lưng, bên cạnh, có không không thật là lạ lùng. Bà có đi một vòng xuống phố với tôi không? Tôi thấy những ngón tay Di trắng, dài và mềm loay hoay cạnh chỗ bàn tay tôi đặt trên thành gỗ. Tôi sợ những ngón tay đã vò tóc tôi đêm qua đó. Trong khung xe tối, nhìn bàn tay đó tôi cảm thấy rõ hơn nỗi xa cách giữa tôi với đời sống đáng lẽ được thong dong vui chơi như ý muốn. Giữa tôi tuổi thực và tuổi tâm hồn, và tình yêu nếu còn thắp lại được chút tình yêu cho đời còn, giữa tôi với tất cả thế giới dỡ dàng diễm tuyệt xung quanh. Tôi muốn nói điều gì với gì, tôi không nói được hết. Mọi chuyện chợt tới thật là rực rỡ. Tôi không biết nói cách nào hơn là lặp lại mãi hoài cái chữ đó, rực rỡ bất ngờ. Vội vã nhưng cũng thật muộn màng. Tôi cũng thoáng nghĩ nếu như không muộn màng thì chẳng có gì để được rực rỡ đến như thế. Chúng tôi bỗng tìm thấy nhau thật rõ lúc quay lại và cùng nhìn. Chúng tôi muốn phút đó ở riêng một nơi nào không có người thứ ba với nhau.
để tìm lại nỗi xôn xao thăm thẳm trong vòm sen tối ngày hôm qua. Thật là tội vạ quỷ quái, nhưng cũng thật là quay quắt, nồng nàn. Làm sao tôi dập tắt được ngọn lửa hồn nhiên thơ dại rực rỡ nồng nàn như thế trong hồn tôi. Chúng tôi im lặng quay lại chỗ mọi người đang ngồi. Tôi nói cần xuống phố mua ít bánh ngọt, sau đó sẽ về nghỉ ở khách sạn, chiều sẽ gặp lại nhau ở phòng khách sạn. Tôi cố nghiêm trang im lặng bên cạnh Di cho đến khi xong và trở về. Di hỏi: bà về phòng hay trở lại chỗ bọn họ? Tôi tránh trả lời đúng vào câu hỏi. Tôi mệt và buồn ngủ nữa. Di phóng xe thật nhanh khi về, lướt qua phòng khách, qua những bậc thềm, thang lầu. Tôi đi mau qua những cặp mắt nhìn tò mò và ái mộ. Di bước sau tôi một khoảng cách. Tôi bước vào phòng, Di bên ngoài. Di nhìn tôi và im lặng. Hình như chân Di nhích một bước, sắp đổ xuống phía xe, sắp quay lại phía rừng với bọn họ. Di cố ý hay vô tình tỏ ra như thế với tôi. Tôi cảm thấy mình bại trận rõ ràng. Từ đêm, đầu óc tôi đã đầy ngập hình ảnh, dáng dấp, nét mặt của Di. Tôi càng cố quên, cố tránh, cố thoát, Di càng xâm chiếm, ào ạt và vây phủ, dồn đuổi tôi tới giây phút này. Tôi cảm thấy trơ trẽn và ngu ngốc, mất hết tất cả những gì gọi là đẹp. Nếu như lúc đó tôi gọi Di một tiếng, và chắc chắn là Di sẽ trở lại, điều gì sẽ xảy ra? Tôi biết hết. Biết nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng tôi mềm lòng. Tôi hoảng. Tôi chơi vơi khi trông thấy mũi giày Di nhích về phía xuống cầu thang như thế. Và rồi tôi hỏi: Di? Di ngẩng lên nhìn tôi. Uống một chút trà nhé. Tôi biết là Di không bỏ đi, và yên lòng quay vào tìm nước sôi pha trà. Phần nước sôi còn trong bình vừa đủ pha hai tách. Tôi ngồi xuống ghế sau khi đã dọn khay trà và những bánh ngọt mới mua trên bàn nhỏ. Hình như Di đã vào trong phòng với tôi. Những chiếc ghế con trước mặt còn trống, phảng phất hơi ấm sau lưng. Hình như Di cúi xuống sau tôi, với tay nhấc tách trà đặt vào lòng bàn tay tôi nhẹ nhàng, im lặng. Di cũng cầm một tách trà khác uống và đặt xuống. Tôi nhấp tách trà của tôi, trà đậm chất, phảng phất mùi thơm hoa sói. Tôi ghét cay cái thứ trà sói mua vội vã dọc đường này, nhưng tôi không nhận ra hương vị của trà nữa. Chất nước đắng, nóng bỏng trên môi. Những ngón tay nâng chén vụng về và run rẩy. Tôi trẻ con, luống cuống, quê cạch đến thế này sao? Bánh này chắc không ngon đâu, ăn tạm. Hình như Di chưa ăn trưa à? Ăn rồi, đang nhà Thuận. Giọng Di trầm và dịu dàng, mơ mộng, bao phủ lênh láng, quanh quất gần xa. Tôi với tay cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa lên miệng, nhưng tay Di đã nhón lấy cái bánh, gỡ một miếng nhỏ, kề lên miệng tôi. Không còn tuổi, không còn tên, không còn ta, không còn người, không còn trời, còn đất và tất cả mọi ý niệm tốt sống, phải trái gì nữa hết. Như bao nhiêu người đàn bà, chưa bao giờ biết yêu và được yêu, chưa có chút kinh nghiệm hay hiểu biết nào về con người hay là tình ái. Tôi chìm lắng và nguôi quên hết. Hé răng, cắn miếng bánh, không còn cảm thấy mùi vị của miếng bánh ngọt. Nỗi gì nghẹn ngào ngập tràn lên trong cổ. Tôi ôm lấy cánh tay của Di, ấp mặt tôi vào cái nền áo vải thơm mùi nắng mới và cỏ khô trên những ngọn đồi tình cờ. Cảm thấy tay kia của Di choàng xuống vai tôi cho lần đầu tiên trong đời. Ôi, một con đàn bà gần 40 tuổi, lần đầu tiên trong đời bỗng cảm thấy vai mình mịn và tròn dưới cái làn áo mỏng manh ôm che. Một thoáng im lìm, rồi Di gỡ tay khỏi mặt tôi, rời bàn tay ra khỏi vai tôi, thả giơ tôi xuống một khoảng không. Chợt chở tôi trống lốc nặng nề. Rồi Di nâng chén trà lên cho tôi uống. Hình như tôi uống một hơi hết chén, uống hết cái nỗi xôn xao ngập tràn quá lớn căng phồng trong cổ họng. Rồi tôi bỗng nói với Di: mình phải đóng trò với nhau à? Di không trả lời, cúi xuống hết tách trà của Di, cầm bàn tay tôi ngửa ra, ghé môi vào lòng bàn tay đó. Rồi như một lời dặn dò, như nỗi hẹn hò, Di bóp nhẹ tay tôi, đi nhanh ra cửa. Vẫn không có một lời nào cả. Di đi rồi. Tôi nghe cánh cửa phòng khép lại, mơ hồ, ấm áp ngoài kia. Chỉ còn lại cái tách trà của Di để lệch vội vàng trên đĩa. Tôi buông chén trà của tôi xuống, cầm chén của Di lên. Tôi nghiêng nghiêng chén lên môi,
Tôi uống miệng chén, tôi uống khoảng không, tôi uống cảm xúc ngun ngút của tôi, dấy lên khắp vùng thần trí bừng bừng. Và rồi như đêm hôm qua, trên con đường dắt vàng ánh sáng đèn xe, trong khung tối của gió khuya và hơi ấm người gần, nước mắt tôi giàn giụa, im lìm chảy xuống. Tôi khóc tức tưởi thành tiếng, với một cảm nhận dịu dàng đầm thắm tất cả những gì mà Di đã khơi lên, đã mang lại, đã chồng chất ngập lụt trong tôi từ hôm qua. Và tôi hoảng kinh nhủ thầm, có lẽ nào mình yêu, có lẽ nào mình đã yêu Di. Yêu là một tiếng không thể nào định nghĩa, không giới hạn đủ và đầy cho một hiểu biết và giải thích chung có tính cách dứt khoát. Đó là một tiếng quen thuộc tầm thường, nhàm chán đến độ có thể khinh nhờn và ngộ nhận hoàn cảnh này từ một ánh nhìn nào đó. Triệu triệu người khắp cùng trái đất đều nghe hiểu và biết thế nào là yêu. Qua kinh nghiệm hay sách vở, nhưng quả thực không có một chữ yêu nào giống nhau. Không có một trường hợp, một mối tình hay trái tim nào giống nhau. Tôi làm sao nói đủ và đầy tất cả những gì cảm thấy được mà không phải dùng đến cái tiếng ấy. Lúc nghĩ đến những cảm tình quay quắt và kỳ dị đó với gì, cũng như biết dùng một chữ nào khác thay thế mà vẫn diễn tả được cái thứ tình cảm đó đang cháy trong tôi, mà khỏi phải nhắc đến lời lẽ tầm thường như triệu người đã nhắc. Tôi muốn nhận định rõ với chính tôi sự khác nhau giữa chữ yêu này và yêu khác. Người ta không bôi nhỏ những điều đã quá đẹp trong hồn tôi, những điều đã tình cờ cháy lên rừng rực lửa. Và tôi đã thắp ngọn lửa hồng bằng cả đời sống thanh danh của mình, đánh đuổi tất cả để cuối cùng chuộc lấy một chấm hết bi thảm. Yêu theo người ta là thương, là thích, cộng với say mê, với ham muốn, với nhiều thứ nữa. Cảm nhận tùy trường hợp và hoàn cảnh, và chiếm hữu, gần gũi, đối tượng. Đời sống của một tình yêu khởi đầu bằng những tình cảm mơ hồ nhẹ nhàng, có giới hạn, dàn trải bằng những thể hiện nồng nàn của xác và hồn, của sự chiếm đoạt và xâm nhập, phá hủy để đạt đến sự hòa nhập, hay giã tan cuối cùng ở đoàn kết sau khi đã hoàn thành một sự kiện, một hành động mong muốn. Khi tôi nghĩ đến yêu, thứ tiếng vang vọng mơ hồ dấy lên từ tiềm thức âm thầm. Tôi không hề liên tưởng đến tất cả hay mảy may nào trong dòng sông bình thường đó của tình yêu, bởi tôi đang không thương, không thích, không say mê, không ham muốn, chẳng phải mong cầu một chiếm hữu và gần gũi nào cả. Thoạt nghe, thoạt nhìn, người ta có thể lầm tưởng. Lầm tưởng hẳn nhiên đã không đáng trách. Là một đàn bà đã lấy chồng và đã ly dị, chồng không con cái, như tôi, với nỗi lẻ loi, với thân xác chín, yêu theo nghĩa bình thường, một người khác phái là hợp lý và bình thường. Nhưng tôi không như thế. Làm sao mà tôi cắt nghĩa được đúng và đủ điều này? Với kẻ khác, với chính thâm tâm tôi, tâm hồn tôi không vọng động, bản chất tôi không thức giấc, tôi thản nhiên, trong trắng và im lìm. Tôi tự thấy và tôi tự biết. Chỉ có hồn tôi, nó như tách ra khỏi xác, tách rời khỏi cái khối tổng hợp. Cái xác hồn cầu tạo nên một con người, một đời sống. Nó bốc lên rực rỡ, chơi vơi giữa một hào quang bằng lửa hồng ấm áp. Nó ca hát, reo vui, say sưa. Nó chìm lượn trong khoảng không bát ngát sắc màu và hương hơi kỳ diệu của thứ tình xôn xao và trong vắt, quay quắt đầy tràn ngập lụt đó, nhưng thanh thang và mông lung như một vầng tơ rối bay bồng với trời. Tôi hụt chân với đời và rợn ngợp trên cao. Một cõi nào không còn sự chết hay tất cả những sự vật vụn vặt nào khác của cõi người. Như thế đấy, khi tôi nghĩ mơ hồ, thao thức là tôi yêu gì. Và chính cái tính cách hư ảo, không thực của thứ tình yêu không giống bất cứ tình yêu nào khác của cõi người mà tôi hoảng sợ và mong cầu trốn thoát. Cùng lúc, tôi nghĩ đến cách gỡ mình ra khỏi vòng tơ trời mông lung kia. Vừa cảm thấy tiếc nuối ánh hào quang rực rỡ không cùng để trở về khoảng không tối mù phía dưới. Dù sao mình phải thoát trước khi dây oan ràng buộc. Tôi nhủ thầm. Trên đường đi tới nhà chị N, buổi tối hôm sau, tôi định suốt những ngày quay phim, không ở khách sạn nữa, đến thẳng đằng nhà chị N. Tôi nói như thế với chị ấy. Món vịt tần thật ngon miệng trong bữa ăn tối. Phòng ăn ấm cúng với những bông hoa hồng mới hái, khăn bàn trắng phảng phất vài bông hoa thêu màu nhạt.
mấy cái cốc thủy tinh rót đầy ngập rượu đầu đỏ dịu, làm quên lãng cái cơn sốt âm thầm trong hồn tôi. Từ hai hôm tôi mới nhận ra mùi vị quen thuộc của thức ăn và cảm thấy đói nên ăn ngốn nghiến. Chị N ngắm nghía tôi. Sao chị vậy? Sao là sao? Trông khác đi và đẹp hẳn ra, kỳ thật đấy. Đẹp ra à? Tôi vừa hỏi vừa gặm cái đùi vịt. Mặt chị trông như có ánh đèn rội lên vậy. Tôi cười khúc khích. Tôi cảm thấy yên tâm và tìm lại được mình. Với những cánh cửa sổ buông màn kín đáo, ngăn trở bóng đêm và tiếng ồn ngoài kia. Tôi nghe tôi nói với chị N là vì đóng phim mà chị N cãi. Lần khác cũng vậy, sao không thấy chị đẹp lên? Tôi đưa tay lên thoa da mặt căng và mịn, ấm áp. Tôi nhìn lại cốc rượu đầy, bên kia bàn là chị N với mấy đứa em nhỏ của chị, và cảm thấy nỗi gì hao hụt dâng lên. Tôi thiếu thốn, bỏ quên một thứ gì đâu đó. Chị N bỗng hỏi. Chị chờ ai đó à? Không. Sao? Trông chị cứ nhấp nha nhấp nhổm hoài. Thôi ăn đi. Tôi cầm miếng bánh mì nhai nhấm nháp và miệng tôi cứng hẳn lại. Bàn tay tôi giã rời. Cả người tôi lao đao như nhấm vài một lá độc trong rừng sâu, sắp sửa chết dại đi. Miếng ruột bánh mì mềm mại làm nhớ đến miếng bánh buổi trưa trong tay Di đưa gần. Tôi nhả miếng bánh, cầm cốc rượu nuốt ực một hơi. Men hồng bừng khắp người, tôi đưa tay lên vuốt mặt. Tôi nghe tôi cười một mình mênh mang. Chị Hành Nhân. Chị Nhân rời ghế đi qua đứng bên cạnh, cúi đầu gần lo âu, lắc vai tôi. Chị sao đấy? Có chuyện gì phải không? Tôi cầm lấy tay chị Nhân. Có gì đâu, đang vui. Chị Nhân nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi cười khanh khách. Thôi, đúng là chị trúng gió rồi. Trúng gió? Tụi trong sở mình nó gọi trúng gió là bỗng yêu một người nào đấy đấy. Tôi cầm vội chiếc khăn ăn lau miệng. Vậy nè. Nhưng lòng tôi chợt run sợ, nghĩ là nếu có một người nào biết những gì thầm kín trong lòng mình, có người đoán thấy những dây tơ vương víu giữa mình và Di, đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Chị Nhân đứng lên đi ra ngoài. Đi tới, tôi nghiêm mặt, tôi vẫn lo sợ, mặc dù chị Nhân không hề có dấu hiệu hoài nghi nào khác cả. Chị Nhân kéo cho Di cái ghế có bên cạnh tôi và mời Di uống cà phê. Tôi hỏi trống không. Ăn tối rồi chứ? Chưa, tôi không đói. Trời ơi, tôi nghe tôi kêu. Chị Nhân không nghe tiếng tôi, chị không để ý đến thái độ của hai chúng tôi. Chị loay hoay dọn thêm chén dĩa và múc thêm món súp măng tây nấu cua mời Di. Di nhìn quanh bàn ăn còn tươm tất chưa vơi các món và xin lỗi không thể ăn vì sắp phải đi tiếp khách. Tôi hỏi. Không họp bàn việc đằng kia với bọn họ. Sáng mai mọi chuyện cũng xong cả rồi. Mai khởi quay đoạn ấy. Ngày mai sẽ là cực hình. Trước ống kính Di và tôi sẽ phải sắm vai mẹ kế con chồng. Mẹ con ư? Làm thế nào rút chân ra khỏi cái vũng lầy đang làm lún vì đã lỡ bước tới con đường này? Có lý do nào bất ngờ và đặc biệt để từ chối nữa? Khi đã đóng mấy cảnh thứ nhất và người ta không thể bỏ hàng chục triệu để mua những kiểu thay đổi liên miên của một tài tử trong phim. Đi ăn khách đâu vậy? Chỗ bà sẽ đến. Kìa, sao lại tôi đến? Thuận mời, Thuận sẽ đến đây đón. Sao vậy? Nhưng tôi có quen biết và nhận lời ông ấy đâu. Ông ấy nhờ tôi mời giúp và hy vọng là bà sẽ không từ chối. Lẽ ra ông ta đón ở khách sạn, nhưng tôi hẹn 8 giờ tới đây nên ghé qua mời bà. Chị N bỗng hỏi. Thuận nào? Thuận hồi trước luật sư, bây giờ... À, hình như chị mỉm cười lắc đầu nhẹ, rồi chị nói với tôi. Chị định tới đó à, chị Hành Nhân? Không, tôi không có định gì cả. Tôi không muốn nhìn, muốn nghe, muốn cảm thấy gì. Tôi lo sợ. Tôi sợ quá rồi. Nhưng tôi không thể nào ngăn tôi khỏi nhìn gì. Nhìn qua và bắt gặp hai con mắt nhìn vừa rực rỡ, vừa đằm thắm, lẫn một thoáng u uất si ngây như nói thầm. Đến đó đi và mình sẽ có dịp gặp nhau. Bỗng nhiên Di đứng lên. Tôi phải đi,
Bà đang dùng bữa ở đây, tôi sẽ trở lại chút nữa. Dì sắp đi ra cửa, tôi nghe lời mình, nghẹn đi. Tôi cũng đi luôn. Trời ơi, tôi biết rõ là trong lòng, trong trí nữa. Những chống đối mãnh liệt bừng bừng. Mà sao miệng tôi lại thốt ra cái lời bất ngờ như vậy? Dì ngừng lại. Ánh tươi vui trong hai mắt nhìn những hình ảnh treo trên tường ấm áp. Nét tươi vui rộn rã và im lặng đó chợt làm tôi cảm thấy động lòng. Và nghĩ mình phải hy sinh một điều gì cho xứng đáng với sự xúc động của dì. Tôi có còn gì để hy sinh cho dì đâu. Còn gì hơn là đứng dậy. Người như mộng du, bỏ dở bữa ăn, lặng lặng theo dì ra khỏi phòng. Trong vẻ mặt bàng hoàng, kinh ngạc vô cùng của chị N. Hình như tôi nói gì đó với chị N, nhưng tôi không còn nghe và nhớ lời tôi nói nữa. Xuống hết những bậc thềm, dường như sâu lõm hẳn xuống dưới chân tôi và đèn vàng từ nhà chị N chiếu ra yếu ớt muốn tắt. Tôi nghe tôi tự hỏi, tại sao vậy? Tại sao mình như một đám mây mỏng trôi lướt dễ dàng dưới cánh tay tuôn? Tại sao mình bị cuốn hút trong cơn gió, nỗi âm thầm từ bóng tối? Tại sao ta nâng chiều chính mình với một nỗi xúc động ngập tràn vô biên như vầng chiều tháng ngày cõi già? Và sự chết ngày kia sẽ tới. Tôi chợt thấy tôi đau một cái nỗi gì thanh thoát, dưng dức xót xa, nhưng mông lung, rượu vợi, làm choáng ngợp tâm hồn phút đó. Bên cạnh tôi Di im lặng, thản nhiên lái xe. Chiếc xe trôi êm trên khoảng tối mờ ngây ngất, mùi hoa cỏ dại và sương đêm pha. Tôi nghe tôi như gọi tiếng của một kẻ nào từ xa vọng tới. Không nhìn, nhưng tôi như thấy Di mỉm cười bằng đôi môi dịu và tươi của Di. Đôi môi như tỏa xuống hồn khô một vầng gió thơm mát lịm. Bà vui phải không? Hình như. Nhưng tối nay đừng có khóc. Ừ, thôi không khóc. Thật chứ? Thật. Hứa với tôi đi, không được khóc. Dù khóc vì vui hay vì xúc động như hôm trước. Hứa, còn nhớ cả hôm trước cơ. Nhớ, mãi mãi. Sao vậy? Không bao giờ còn cái hôm đó nữa. Có lẽ còn, nhưng khác. Bà có biết vì sao không? Không. Ngày kia. Ngày kia sao? Ngày kia nhưng thôi, đừng nói trước điều gì cả. Tôi linh cảm một biến động dữ dội nào sụp xuống giữa chúng tôi. Tôi níu lấy cánh tay Di và buông ngay. Có chuyện gì đó phải không? Cũng chẳng có chuyện gì cả, như từ đầu vậy. Nhưng ngày kia chắc là có chuyện gì. Di không trả lời, có vẻ day dứt lành lạnh. Một lúc im rồi Di bỗng nói. Còn hôm nay và ngày mai, ta đừng có lãng phí một phút giây nào hết. Làm như ngày kia ta chết đi vậy. Biết đâu. Nói vậy nào. Nhiều khi còn tệ hơn là chết. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bức tức bất ngờ không đâu. Tôi muốn một thứ gì và không muốn một cái gì. Phải rồi, tôi thích lặng im và cảm nhận từ lặng im những lời tình xôn xao câm nín. Tôi ghét những ngôn ngữ tầm thường giản dị quá chừng kia của đời sống, của hàng ngày, của những chuyện vẫn đổi trao nhàn nhạt giữa người này và người kia. Gió bỗng lạnh hẳn đi. Khi xe chuyển xuống một khúc đường thấp, hình như chúng tôi đã xa khỏi vùng phố. Loáng thoáng hai bờ cây đen im lìm bên con đường quanh co vắng ngắt. Di dừng xe lại đột ngột. Hai tay ghìm chặt lấy vô lăng, đôi môi mím. Di nhìn đăm đăm vào bóng tối phía trước. Mớ tóc gió quạt bơ phờ. Tôi đưa tay e dè vút mớ tóc đó ra hàng đằng sau. Sao vậy Di? Giọng Di nhỏ đi như trong giấc ngủ thì thào. Hồi nhỏ tôi thích cái gì là mong ước có cái đó cho riêng mình. Lớn lên tôi nghĩ yêu một người nào thì bằng bất cứ giá nào phải sống với, phải bên cạnh người đó, mãi mãi, suốt đời mình. Dù có bất cứ trở ngại hay sự việc tàn nhẫn nào xảy ra cho tôi. Vậy mà... Đầu Di gục xuống trên vô lăng, tôi cúi nghiêng đầu tôi trên tóc Di và nghe tiếng Di như lời chăn trối buồn rầu. Tôi yêu quá. Ai? Di ngẩng đầu lên. Tìm bàn tay tôi và úp mặt vào những bâng khuâng rời rã. Em. Tóc Di như nhón cỏ khô làm dại khờ quấn quýt mấy ngón tay tôi. Đêm bỗng như sâu hút ngoài trời
và tiếng gió chảy xuôi về một lũng thấp vào tăm tối lạnh ngắt. Tôi ngồi lặng tê với đầu dây trong lòng bàn tay mình, nhìn và không thấy gì trước mặt hơn những vòng tối lan tỏa ngập tràn và bí mật. Tôi nói với chính mình, ta xa nhau quá. Không phải vậy. Có gì khác đâu Di. Làm sao bà biết? Rồi Di lại ngẩng lên, nét mặt căng thẳng quay quắt, nhìn về phía trước, vẫn hai bàn tay ghìm trên tay lái. Di hỏi trống không. Phải làm sao bây giờ? Làm sao để làm gì? Tôi nói nhưng Toàn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Di mở máy xe, tiếng máy nổ nghe nôn nao buồn bực như âm thanh xua đuổi của một chiếc tàu máy sắp rời bến đậu. Chiếc xe lao vào bóng tối và khoảng không. Tôi có làm bà phiền dặn hay không? Đừng có nói bậy Di. Tôi cũng muốn nói một điều gì tương tự như Di vừa nói với tôi về tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy xấu hổ và hèn mọn quá chừng. Tôi không thể thổ lộ điều gì với Di. Với đời sống còn nồng nàn cho những tuổi vui, còn đắm say cho những tình trẻ. Tôi nói, tôi che lấp hết tôi và cả Di gần gũi và thuộc về tôi giây phút đó. Thôi, ta đi về nhà ông Thuận. Đêm sắp khuya rồi Di. Chúng tôi im lìm, mất hút bóng nhau, cho đến khi ánh đèn màu hồng vàng ấm dịu tỏa xuống con đường lát sỏi trắng, chạy vòng giữa hai thảm cỏ xanh, dẫn vào vườn hoa mênh mông của nhà Thuận. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Bây giờ và mãi mãi. Chúng ta sẽ lắng nghe tiếp tục tập 2 của bộ truyện này bằng cách quý vị bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.